Phương Anh xin kính chào quý vị khán giả của Hành trình Tương lai đang đến với bản tin tối thứ 6 ngày 19 tháng 11. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Với mỗi like và đăng ký kênh của quý vị sẽ tiếp thêm động lực rất lớn cho chúng tôi. Và ngay sau đây là phần tin trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là điểm tin chính. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị khẩn rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại, lo hệ thống y tế vượt ngưỡng chịu đựng. Yêu cầu giải trình phát ngôn chậm đưa F0 đi điều trị do toàn thành phố quá tải. Hà Nội tỷ lệ F1 thành F0 tăng cao dù đã tiêm vaccine. Giá heo hơi xuống 40.000 đồng 1 kg. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày 19 tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế về kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Cụ thể, sở này cho biết từ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Theo đó, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục. Theo báo cáo từ các quận huyện, số ca mắc mới từ hầu hết 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đều có xu hướng tăng nhẹ, riêng Bình Chánh, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân và quận 12 có số ca mắc mới tăng cao. Sở cho biết, từ khi áp dụng sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir, đã có nhiều trường hợp F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly hết 14 ngày. Việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên khó tránh quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện. Trước tình hình đó, Sở Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Báo Thanh Niên thông tin, số ca nhiễm COVID-19 ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung đang có dấu hiệu gia tăng, đặt các tỉnh, thành phải tính đến khả năng chịu đựng của hệ thống y tế địa phương. Cụ thể, trong cuộc họp mới đây, đại diện tỉnh Bình Thuận cho biết hiện nay trên địa bàn xuất hiện tình trạng quá tải ở nhiều khu cách ly tập trung khi F0 và F1 liên tục tăng. Các địa phương chưa triển khai cách ly F0, F1 tại nhà khiến cho các khu cách ly, điều trị tập trung càng quá tải, hệ thống y tế thiếu nhân lực trầm trọng. Trước tình hình trên, tỉnh Bình Thuận cho rằng vẫn phải áp dụng giải pháp hạn chế tiếp xúc giữa người với người, dừng các hoạt động không cần thiết và sử dụng các chốt kiểm dịch để hạn chế người dân ra vào các vùng đỏ. Trong khi đó, thông tin từ thành phố Vũng Tàu cho biết đã kiến nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét chấp thuận nâng cấp độ dịch tại xã Long Sơn của thành phố lên cấp độ 4, hiện đang là cấp độ 3. Theo giới chức, tình hình dịch diễn biến phức tạp tại xã này khi chỉ từ mùng 10 đến ngày 17 tháng 11 đã phát hiện 117 người nhiễm COVID-19, đặc biệt tại dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn có 12.200 người làm việc tại đây. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế thành phố cũng vừa cho hay ngưỡng chịu đựng của hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh là 120.000 ca nhiễm COVID-19 tại cùng một thời điểm. Hôm nay, ngày 19 tháng 11, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có thông cáo về phản ánh trường hợp F0 chậm được đưa đi điều trị. Theo đó, vào ngày 18 tháng 11, khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao chưa đưa trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 đi điều trị, khiến gia đình lo lắng lây nhiễm cho các thành viên trong nhà, Chủ tịch phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Chu Thanh Hà có hỏi lại là có thấy là toàn thành phố đang quá tải không? Sau khi báo chí thông tin, quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu chính quyền phường Cổ Nhuế giải trình về phát ngôn trên. Về các ca nhiễm trên địa bàn, phường thông tin gia đình bệnh nhân có 5 người, gồm 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ, trong đó có 3 trường hợp là F0, là bố, mẹ và bà, và 2 trường hợp F1 là người ông và cháu nhỏ. Quận đã liên hệ với các bệnh viện để chuyển 3 bệnh nhân đi điều trị và yêu cầu 2 F1 cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi có cháu nhỏ đi cùng. Đến 19 giờ ngày 18 tháng 11, cả gia đình đã được Bệnh viện Dã chiến Đền Lừ tiếp nhận với điều kiện có bản cam kết tự nguyện đi điều trị cùng gia đình. Báo Dân Trí đưa tin, trong cuộc họp sáng nay, Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết hiện tỷ lệ F1 chuyển hóa thành F0 trong giai đoạn thành phố thích ứng an toàn lên tới trên 13%, tỷ lệ này không hề suy giảm dù các F1 đã tiêm 2 mũi vaccine mà ngược lại còn tăng cao hơn. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 10 đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 920 ca ghi nhận trong cộng đồng. Đến nay, toàn địa bàn đã tiêm hơn 11 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 6 triệu người đã tiêm mũi 1, đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số. Khoảng 5,1 triệu người đã tiêm mũi 2, đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên, tương đương 59,4% tổng dân số.
Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi bằng 82,4%, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi bằng 69,5%. Đáng chú ý, hiện tỷ lệ F1 chuyển hóa thành F0 trong giai đoạn thích ứng an toàn lên tới trên 13%. Điều này phản ánh mức độ lây lan sau khi đã tiêm 2 mũi vaccine không hề suy giảm mà bệnh chỉ nhẹ hơn. Trước đó, ngay sau đợt giãn cách xã hội, tỷ lệ này chỉ từ 7 đến 8%. Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Thời gian gần đây, dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Bắc và miền Tây phức tạp trở lại, khiến sức tiêu thụ yếu, đẩy giá heo hơi một số nơi giảm về 40.000 đồng 1 kg. Khảo sát của VN Express cho thấy, giá heo hơi tại miền Bắc liên tục giảm trong 3 ngày qua. Bắc Giang, Yên Bái và Thái Nguyên giá heo hơi từ 46.000 đồng 1 kg hiện xuống còn 41-43.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực khi giao dịch quanh 40.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng quay đầu đi xuống, hiện về dưới 43.000 đồng. Trong đó, heo hơi tại Kon Tum đang được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng 1 kg. Tương tự, hai ngày nay, giá heo hơi tại miền Nam cũng quay đầu giảm 2.000 đến 4.000 đồng. Riêng tại Đồng Nai, giá heo hơi giao dịch quanh mức 44 đến 46.000 đồng 1 kg. Đây là mức giao dịch cao nhất cả nước trong ngày hôm nay, 19 tháng 11. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai dự báo, thời gian tới, sau khi người chăn nuôi bán đi lượng heo quá lứa, giảm đàn, cộng với nhu cầu tiêu thụ Tết Nguyên đán cao, giá heo hơi sẽ tăng trở lại. Hiệp hội cũng khuyến cáo, dịch tả heo châu Phi đang diễn biến khá phức tạp, các chủ trại lưu ý các biện pháp an toàn sinh học, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tiếp theo là tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Pháp, Đức tố cáo Nga phá vỡ các nghi thức ngoại giao. Dịch COVID-19, ca nhiễm ở Hàn Quốc chạm kỷ lục mới, dịch bệnh tại Đức nghiêm trọng. Mỹ, giám đốc truyền thông từ chức khi uy tín của Phó Tổng thống giảm sút. Và sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, hai nước Pháp và Đức mới đây đã buộc tội Nga phá vỡ các nghi thức ngoại giao sau khi nước này công bố một loạt thư ngoại giao nhằm chứng tỏ lập trường của Moscow đối với các cuộc đàm phán về Đông Ukraine. Tuyên bố tại một cuộc họp báo trực tuyến thường nhật vào ngày 18 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre nói, "Chúng tôi coi cách tiếp cận này là trái với các quy định ngoại giao." Trong khi đó, hai nước này cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từ chối tham dự cuộc họp theo định dạng Normandy với người đồng nghiệp Pháp, Đức và Ukraine. Tuy nhiên, Nga cho hay Ngoại trưởng Lavrov chỉ là không thể tham gia họp. Trước sự việc này, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel đã giảm nhẹ tầm quan trọng động thái của Nga nhưng tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng điều đó không thể thay đổi sự thật là sẽ không có cuộc họp nào diễn ra và bà lấy làm tiếc vì việc đó. Trước đó, Paris đã cáo buộc Moscow từ chối họp cấp bộ trưởng với Pháp, Ukraine và Đức để thảo luận về cuộc nổi dậy của phe ly khai thân Nga ở Đông Ukraine. Đáp lại, Nga công bố 28 trang tài liệu ngoại giao, chứng tỏ rằng nước này đã thông báo trước về việc Ngoại trưởng Lavrov không thể tham gia cuộc họp theo đề xuất vào ngày 11 tháng 11. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng lên mức cao nhất kể từ đầu đại dịch, trong bối cảnh hàng trăm nghìn sinh viên nước này tới trường để tham gia kỳ thi đại học. Cụ thể, chỉ trong ngày 18 tháng 11, nước này đã ghi nhận tới 3.292 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 406.065 ca. Đây là số ca mắc vượt mức kỷ lục 3.270 ca mà nước này ghi nhận vào ngày 25 tháng 9. Được biết, kể từ ngày 7 tháng 7, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc luôn ở mức 4 con số. Còn tại Đức, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Trước tình hình trên, vào ngày 18 tháng 11, Đức đã phê chuẩn các biện pháp kiểm soát mới nhằm kiềm chế số ca lây nhiễm cao kỷ lục. Trung bình trong một tuần tính đến ngày 17 tháng 11, mỗi ngày nước này ghi nhận 43.522 ca mắc COVID-19 mới. Bên cạnh đó, tại Nga trong 2 ngày gần đây cũng ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục. Hãng AP dẫn nguồn tin lực lượng đặc nhiệm phòng COVID-19 Nga cho biết, trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận 1.251 người tử vong vì COVID-19, nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Trước đó một ngày, số ca tử vong ở Nga do COVID-19 cũng lên tới 1.247 ca. Truyền thông quốc tế đưa tin, vào ngày 18 tháng 11, bà Ashley Etienne, giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đã nộp đơn từ chức trong thời điểm uy tín của bà Harris đang rớt xuống mức thấp kỷ lục. Theo dự kiến, bà Ashley sẽ chính thức rời chức vụ vào tháng tới. Trước sự việc này, một quan chức Nhà Trắng đã cho biết, bà Ashley là thành viên được quý trọng trong đội ngũ của Phó Tổng thống. Bà đã làm việc không biết mệt mỏi để thúc đẩy các mục tiêu của chính quyền này, nhưng sẽ rời văn phòng Phó Tổng thống để theo đuổi các cơ hội khác.
Trước đó, bà Ashley Etienne đã từng làm cố vấn cấp cao của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong thời chính quyền Barack Obama. Được biết, trong thời gian gần đây, Nhà Trắng đã đang phải vất vả đối phó với những đồn đoán không mấy tích cực về mối quan hệ trong công việc giữa Tổng thống Biden và bà Harris. Các cuộc khảo sát dân ý cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của bà Harris rất thấp, hiện chỉ là 28%, mức tín nhiệm thấp lịch sử của một vị phó tổng thống Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo, Phương Anh xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần Nhân sinh cảm ngộ của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề Giá trị gia đình là nền tảng giáo dục đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách của trẻ em. Những phép tắc, sự tôn trọng, tình yêu thương có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cả về mặt thể chất và tinh thần của thế hệ tương lai. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Tấm gương ngay trước mặt. Vào một chiều mùa đông tuyết rơi nặng hạt, một người đàn ông say xỉn đang lảo đảo bước đi trên tuyết. Cậu con trai 14 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng léo đéo theo cha trở về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân đó ngả nghiêng, chao đảo. Bất chợt, người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu. Ông bèn gắt giọng hỏi nó với giọng lè nhè. Mày đi kiểu gì vậy? Cậu bé trả lời, dạ, con đang đi theo những bước chân của cha. Qua câu chuyện ngắn trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng bậc nhất trong giáo dục. Ta có thể giảng giải hàng giờ đồng hồ mỗi ngày về mọi đạo lý, triết lý nhân sinh, nhưng trẻ em có thể chẳng nhớ được tất cả. Tuy nhiên, những gì chúng nhìn thấy ta làm sẽ để lại ấn tượng rất sâu đậm. Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ như ta, hống hách, lười biếng y như những gì chúng thấy hàng ngày. Và lúc đó, chúng sẽ trả lời với ta rằng, con đang đi theo bước chân của cha mẹ. Yếu tố gia đình chịu trách nhiệm rất to lớn đối với quá trình xã hội hóa ban đầu của thế hệ sau, ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc của trẻ. Nếu ngay từ đầu các phẩm chất đó bị sai lệch, đứa bé sẽ dễ dàng sinh hư. Ông bà ta thời xưa cho rằng, muốn con cái trở thành thương nhân thì nên ở gần chợ, muốn con hay chữ thì ở gần trường học, nếu gần trộm, gần cướp thì sớm hay muộn cũng trở thành cướp. Nhưng ta thường không chú ý rằng chính bản thân mới là người sớm chiều ở gần bên và có tác động lên chính đứa trẻ nhiều nhất. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Câu tục ngữ mang tính giáo dục đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta trở thành những tấm gương đạo đức đầu tiên trong mắt trẻ. Và đó là chủ đề của ngày hôm nay. Quý vị có suy nghĩ thế nào về phần nhân sinh cảm ngộ này? Xin hãy để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận và có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện nhân sinh khác tại page và group trên Facebook của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh cùng những lo toan dường như bất tận trong cuộc sống hàng ngày. Thế giới phải làm sao để vượt thoát khỏi những đau khổ này, làm thế nào để có cuộc sống bình yên và hạnh phúc? Hàng triệu người từ hơn 100 quốc gia trên thế giới đã tìm thấy câu trả lời trong phương pháp tu dưỡng thân tâm theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, dạy người thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý chân, thiện, nhẫn làm kim chỉ nam trong cuộc sống, giúp người học trở thành người tốt hơn, có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan. Nếu quan tâm, quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu nhé. Đường link hướng dẫn chúng tôi có để ở trên mỗi video. Biết đâu đây sẽ là điều quý vị đang cần để có cuộc sống bình an và khỏe mạnh hơn. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin chắc rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, việc thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo đã giúp cho nhiều người cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn trên kênh Nguồn Cội. Đường link chúng tôi có gắn bên dưới mỗi video. Hãy tham gia group và page của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Nếu thấy video hay và có ý nghĩa, hãy like, share video để giúp chúng tôi lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Một lần nữa, xin gửi đến quý vị thông điệp rằng chân thành, lương thiện, tín tâm và thần Phật chính là chìa khóa giúp nhân loại an toàn vượt qua đại kiếp nạn, có thể bước qua kỷ nguyên mới đầy tốt đẹp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ, Phương Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.